Chào tất cả mọi người đến với kênh Thiết bị 595. Hôm nay là công ty đang đi thăm và tặng lọc khách đã dùng máy của công ty Thiết bị 595. Đây là chiếc máy 936Q đời 2020 mọi người nhá. Máy được bảo dưỡng rất là tốt. Thực ra của bên thì tại người thôi. Máy như mới luôn, sơn xi không làm sao hết. Máy này bảo dưỡng rất là tốt, bơm mỡ này, đầy phe rác này. Ngày 22/9/2020, 936Q. Động cơ vẫn khô, máy cực tốt rồi. Sơn này như mới luôn, máy đẹp thật. Máy còn như mới anh. Cống thủy lực thì nó hao mòn tự nhiên này anh ạ. 4 năm rồi mà. Máy còn như mới rồi. Khách hàng sử dụng giữ máy. Đây, công ty đến thăm và tặng bộ lọc cho khách hàng. Đây là lọc dầu và lọc nhớt mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người muốn mua máy thì liên hệ với công ty Thiết bị 595. Máy cực kỳ chất lượng.